đây là lời tâm sự của cô ca sĩ Mai Khôi từ Việt Nam được post trên Facebook ngày 11 tháng 1 năm 2017 qua lời từ chối trình diễn trong một thính phòng có treo cờ vàng ba và sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Washington, Hoa Kỳ dưới lời mời của bà nguyễn thị thanh bình hôm nay có dư luận xôn xao lùm xùm về khôi có nhiều người quan tâm thương mến khôi đỏ lo lắng cho khôi hỏi thăm khôi xin giải thích chuyện này một lần cho rõ ràng chuyện thế này chỉ là nhà thơ nhà văn thanh bình đã vì yêu thích và ủng hộ những việc khôi đang làm nên chị đã gọi điện thoại mời tôi sang Virginia hát do chị tổ chức. Chỉ có mình chị tổ chức thôi, mở ngoặt đóng ngoặt. Và chị chỉ mời những người bạn thân quen và làm một buổi nhạc thính phòng, private, không ra công cộng đồng. Thỏa thuận ban đầu là thế, tôi cũng có nói rõ tôi có ba điều tôi không muốn dính vào, đó là cờ vàng, Việt Tân tham gia tổ chức nào đó. Tôi là nghệ sĩ độc lập và hát tiếng hát đòi quyền tự do, biểu đạt tự do nghệ thuật, tự do sáng tạo, tự do đi lại, tự do tụ tập. Vì vậy, ngay từ đầu đã thỏa thuận không ra cộng đồng và không chào cờ gì cả. Chỉ là đêm nhạc chia sẻ với các văn nghệ sĩ thân tình của chị Thanh Bình những người đã sẵn một đầu óc cởi mở văn minh với một trình độ thưởng thức cao và hiểu biết rộng thế nhưng khi tới nơi hát tôi mới thấy đây là hội trường của nhà văn hóa cộng đồng tôi có nói đây không phải là nơi thích hợp để tôi hát nhưng vì các vị khách đã vượt đường xa tuyết lạnh để đến nghe mai khôi hát mà các vị khách toàn là những người cỡ tuổi ông nội bà nội của khôi nên khôi không nở lòng nào bỏ về, khôi đành quay lại vào trong để hát. Ban tổ chức rất lượm thượm. Sân khấu không có âm thanh đàng hoàng, lại treo cờ như là buổi họp của trung ương đảng. Ha ha. Tôi bảo tôi không hát với cờ pháo nào cả, tôi không đứng chung sân khấu với cờ vàng, nếu ban tổ chức không di chuyển cờ đi chỗ khác thì tôi không hát. Điều này đã được thỏa thuận ngay từ đầu rồi à nha. Không phải là tôi eo xèo hay là không biết nhập gia tùy tục gì cả. Có vậy thôi, cuối cùng ban tổ chức quyết định không chào cờ. Tôi cũng không đứng chung sân khấu với cờ vàng. Tôi cũng bảo ban tổ chức không được phép quay video. Vì nếu quay video thì ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi. Trong thỏa thuận cũng không có phần quay video và phỏng vấn gì hết chỉ là một buổi nghe nhạc miễn phí bình thường thôi nghệ thuật tự do yêu thương tự nguyện mà vậy đó thế là tôi ngồi tránh xa các thể loại cờ ra không ngồi trên sân khấu tôi hát cho bà con cộng đồng nghe ai cũng cảm nhận và chia sẻ sâu sắc những bài hát của tôi có nhiều cụ đã rơm rớm nước mắt mà thấy thương tâm buổi nhạc kết thúc vui vẻ, ai cũng vui vẻ, đến ôm hôm chụp ảnh lưu niệm, phát biểu cảm nghĩ, thổ lộ sự ủng hộ yêu quý một cách chân tình. Vậy mà ngày hôm sau, từ một trang Facebook của bà bé Bảy và một, hai người nữa, tôi không biết có đến dự buổi nhạc hay không, hay là copy bài từ bà bé Bảy, đã đăng lên những lời chửi rủa của ban tổ chức và lôi lại câu chuyện cờ pháo ra tranh cãi. Xã hội nào thì cũng có những thành phần quá khích, thọc thích thọc gậy bánh xe. Và xã hội nào cũng có một đám ai vua sủa theo ôm sòm. Ha ha. Tôi nói thiệt luôn vậy, tôi không thích cờ vàng, cũng không thích cờ đỏ. Nếu được chọn, tôi thích cờ hồng, màu cờ của yêu thương, kẻ tôi chớ. Đó là về mặt thẩm mỹ còn về mặt lý tôi không có lý do gì để thích cờ vàng vì chính quyền của cờ vàng dù được trang bị đầy đủ vũ khí bom mình tối tân nhất thế giới vẫn để mất nước để cho lớp trẻ chúng tôi những người bị rơi vào cảnh buộc phải ở lại không thể đi đâu được phải chịu những hậu quả thiếu tự do thiếu giáo dục như bây giờ mấy người được đi nước ngoài rồi thì sướng Muốn nói gì thì nói. Tôi cũng không thích cờ đỏ vì chính quyền phía cờ đỏ đang điều hành đất nước một cách kém cỏi, để đất nước phải chịu những cảnh thảm họa đạo đức suy si đồi và nghệ thuật không được tự do. Tôi không có đấu tranh giành chính quyền, ai thích cái ai thích cai trị thì cứ giành lấy, tôi chỉ lên tiếng cho nhân quyền thôi. Nếu ai thích nghe tôi hát thì cứ đến nghe. Hát, nếu ai thích chào cờ thì cứ đến nhìn cờ mà chào, khỏi nghe hát. Tự do dân chủ nhân quyền vậy thôi à. Đó là hết phần status tâm sự của cô ca sĩ Mai Hân trên trang Facebook official của ca sĩ Mai Hân.